Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trốn nhanh, hơn trăm tên võ giả trên khâu trung mất trật tự, không ít bị cái khí tức ăn mòn phun chúng, trực tiếp té xuống. Còn có chút may mắn tránh được, nhưng phát hiện trước mặt là bàn tay lớn đánh tới, trực tiếp như đập con rùi rơi xuống đất, hai cốt không còn. a à, đàm địa quân hoảng hốt, tiếp tục như thế có thể còn sống không còn bao nhiêu. Hắn hét lớn một tiếng nói, tất cả võ tôn cùng ta ra tay bảo hộ mô nhân. Hắn dẫn đầu sông lên không trung vụ mai chi khí tỏa ra, lập tức hình thành thông đạo màu xám, quát, đệ tử bản tông đều tới. Các đệ tử bắt đầu tông vui mừng quá đỗi, lao thẳng lên cầu bằng vụ mai chi khí. Tuân Chi Minh và vài tên võ tôn cũng đồng thời bay về phía đám bùn, bắt đầu liên thủ áp chế yêu thú, nhân số tử vong giảm mạnh, mọi người kinh hỉ nhảy lên vụ mai chi khí. Phanh, đột nhiên một võ giả cảm thấy lồng ngực nổ tung, trực tiếp té xuống bùn lầy, mọi người kinh hãi. Đó là Đàm Địa Quân ra tay, hắn lạnh lùng nói, tại đây chỉ cung cấp cho đệ tử bản tông đi qua, đám người còn lại tự cầu nhiều phúc, lại xông lên thì kết cục sẽ giống tên cận bã vừa rồi. Lần này lập tức làm cho rất nhiều võ giả khủng hoảng, phối hợp chạy qua bờ bên kia trong đám tán tu sinh ra cảm xúc bi thương không tốt áp chế không nổi mau lui lại tiêu minh huy hét lớn một tiếng yêu thú bùn lầy này bị mọi người liên thủ công kích đột nhiên bạo phát từng đám bùn bắn lên cao lập tức nhiều võ giả trúng chiêu may mắn có kẻ bị thương kẻ bất hạnh rơi xuống dưới thì chết không nghi ngờ chết đều là võ giả tán tu thế lực bản thổ có vài tên võ tôn bảo vệ nên thoải mái lui ra phía sau mai đông nhi cũng ở trong đó lo lắng nhìn qua lý vân tiêu phía sau dốc sức liều mạng kêu lên vân thiếu mau tới đây sư muội mặc kể hắn tự chúng ta trốn còn không kịp một gã đệ tử bắt đầu tông vội vàng nói ra hắn càng lao về phía trước được vài tên võ tôn liên thủ bảo vệ đi lên vụ mai chi khí đi qua bờ bên kia cần huyên ngươi đi trước lý vân tiêu bắt lấy cần huyên cũng không để ý nàng phản kháng ném nàng lên thông đạo vụ mai chi khí hừ thông đạo bổn tông là để người bổn tông sử dụng đàm tông chủ nói hai vị không nghe sao Chân Đức Hữu lúc này bay lên trước mặt Cần Huyên, một trưởng vỗ nhẹ ra ngoài, nhe răng cười nói, lần này tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, kết cục của tên kia là của ngươi. Trưởng phong của hắn phần phật, kinh khí cương mãnh cũng không làm Cần Huyên bị thương, chỉ đánh bay nàng, bay về vũng bùn xa xa. Cần Huyên kinh hãi, vội vàng vững vàng thân thể, trực tiếp lăng không bay qua bờ phía sau. Lại đột nhiên có một bàn tay từ xa đánh tới, muốn bắt lấy nàng. Cần Huyên sợ tới mức hoa dung thất sắc, rốt cuộc nàng biết vì sao Đàm Địa Quân cũng không tránh được một chảo này, bởi vì bên trong có đại địa vận luật, làm cho nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đánh qua, trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng và bất lực. Chân Đức Hữu, ngươi đáng chết. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần lực phóng ra ngoài, không trung vận vẹo lập tức thuấn di tới bên cạnh Cần Huyên, một tay ôm lấy hông của nàng. Sau đó Phượng Hoàng thần hỏa trong mi tâm bắn ra ngoài, đánh vỡ bàn tay kia, hắn mang theo Cẩn Huyên lăng không bay lên phía trước. Cần Huyên tìm được đường sống trong chỗ chết, nội tâm cảm giác khó nói nên lời. Bị Lý Vân Tiêu ôm eo nhỏ dán lên người của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn vô lực, lại cảm giác vô cùng an toàn, khí tức ăn mòn đầy trời không thể làm gì nàng cả. Rầm rầm rầm, đột nhiên Lý Vân Tiêu nhìn thấy bùn lầy phía dưới bị vỡ ra, sinh ra bảy tám bàn tay to lớn, đồng thời dương nhanh múa vuốt sông lên, muốn bắt lấy người ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt không thôi, không rõ vì sao quái vật bùn lầy này nhìn chằm chằm vào mình. Những võ tôn kia chỉ có ba bốn bàn tay, vậy mà phân ra tám cái đối phó mình. Hắn không nghĩ nhiều, một tay niết kiếm quyết, quát, cần huyên người hãy đi trước đi. Sau đó một đạo kiếm quang từ mi tâm của hắn bắn ra, đúng là bắc thiên hàn tinh kiếm, dưới kiếm quyết của hắn bay múa, vẫn sức chờ phát động. Lý Vân Tiêu thuận tay vỗ mạnh, lập tức đẩy cần huyên lên thân kiếm. Kiếm quyết hắn hét lớn một tiếng bắc thiên hàn tinh kiếm sinh ra yêu long hình rồng phát ra tiếng kêu gào vang vọng phá vỡ một thông đạo không gian đi qua bờ bên kia Cần Huyên bước lên Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm, cảm giác lạnh như băng từ chân sông lên tận đầu, toàn thân rét run. Cho dù thi triển chân khí thế nào cũng không thể bài trừ, trong chốc lát cảm giác tứ chi đông cứng. Nhưng càng làm cho nàng kinh hãi là Lý Vân Tiêu sau khi thi triển kiếm quyết, lập tức bị một thủ chảo nắm vào trong bùn. Không, nàng bi thương hô to một tiếng, kiếm quyết chảm yêu phá tan vụ mai chi khí và lực ăn mòn sông tới, bình yên đưa nàng qua bờ bên kia. Rơi xuống đất, toàn thân Cẩn Huyên băng hàn thấu xương ngã xuống đất chuôi bắc thiên hàn tinh kiếm vẫn hàn quang như nước chiếu sáng các nơi vân thiếu kinh hô với nàng chính là mai đông nhi mắt thấy lý vân tiêu bị thủ chảo bắt vào bên trong hai chân mai đông nhi cũng mềm nhũn thiếu chút nữa té khỏi thông đạo vụ mai chi khí thượng quan ngọc âm bên cạnh đón lấy nàng nhảy mấy cái đã tới bờ bên kia giờ phút này rất nhiều võ giả đã qua bờ bên kia những võ giả tán tu trong khi lý vân tiêu đối kháng với yêu thú kia đã tranh thủ một hơi lập tức bay qua tất cả đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trong nội tâm hoảng sợ Nhìn qua bàn tay bùn lầy kia, vừa rồi nếu không có Lý Vân Tiêu đột nhiên dẫn yêu thú đi, chỉ sợ bọn họ không qua được. Trong mắt Đàm Địa Quân mang theo một tia lửa giận, nhìn chằm chằm vào Trần Đức Hữu nói, nếu là hắn chết, ngươi phải chịu hình. Trần Đức Hữu nhướng mày, không phục tức giận nói, vì cái gì? Hắn chết dựa vào cái gì ta chịu hình? Chính là một tên võ tông, ngươi cũng không muốn giết hắn sao? Đàm Địa Quân lạnh lùng nói, đó là lúc trước, đừng quên Hóa Lôi Thần Quyết vẫn còn trên người hắn, uy lực kia ngươi cũng nhìn thấy rồi. Làm mất Hóa Lôi Thần Quyết Sư huynh có thể buông tha người sao? Sắc mặt Chân Đức Hữu bỗng nhiên đại biến, khó coi đến cực điểm. Mai Đông Nhi lảo đảo chạy đến trước mặt Đàm Địa Quân, trực tiếp quỳ xuống khóc ròng nói, "Phó tông chủ đại nhân, van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu Vân thiếu." Sắc mặt Đàm Địa Quân âm trầm không thôi, không lên tiếng. Tuân Chí Minh cũng lo lắng không dứt, đương nhiên hắn cũng lo lắng hóa lôi thần quyết từ đó biến mất, nói, "Đàm tông chủ, ngươi vừa rồi cũng bị bàn tay kia bắt lấy, không biết có hy vọng cứu hắn không?" đàm địa quân nhìn qua bàn tay lớn bắt lấy lý vân tiêu sắc mặt âm trầm bất định nói rất khó bàn tay kia ẩn chứa đại địa chi lực có thể chấn áp một phương không gian làm người ta không cách nào nhúc nhích hơn nữa trong đó có lực ăn mòn rất lợi hại thậm chí còn trên cả vụ mai chi khí mà ta tu luyện nếu như là võ tông bình thường bị bắt chặt hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà hắn thì ta không biết tự cầu nhiều phúc hy vọng đừng chết mới tốt mai đông nhi càng khóc thương tâm đến cực điểm dốc sức liều mạng cầu nguyện cần huyên sắc mặt tái nhợt, tuy toàn thân lạnh như băng, bị hàn khí xâm nhập thân thể, nhưng hàn ý sâu trong lòng càng hơn một bậc. Tế Lâm nhìn qua mọi người xung quanh, trái lại muốn nhìn qua Lý Vân Tiêu vẫn lạc như thế nào, nhưng mà bọn họ nhanh chóng thất vọng rồi. Bàn tay lớn bắt lấy Lý Vân Tiêu sinh ra hào quang màu trắng, thuần khiết như tuyết, giống như không nhiễm trần thế, ngay sau đó là nhiều đạo hào quang bắn ra. Hào quang thần thể của Lý Vân Tiêu quét dọn sạch sẽ khí tức ăn mòn, sau đó một tiếng yêu thú giống vang vọng trong bàn tay, cũng không phải âm thanh của bù lầy chỉ thấy một thân ảnh biến lớn kéo căng bàn tay yêu thú chính là hồ lô tiểu kim cương gào thét biến to lên đánh ra một quyền vào bàn tay bùn lầy phanh bàn tay yêu thú bùn lầy bị một quyền của hồ lô tiểu kim cương đạp nát hóa thành từng khối bùn rơi xuống thời điểm hồ lô tiểu kim cương kho người xuống trên lưng của nó là lý vân tiêu đang đứng trên làn da của hắn sinh ra kim sắc quang mang lập lòe bất định ngay cả hắn cũng kinh nghi không dứt tiểu tử này quả nhiên không chết đàm địa quân thở ra một hơi trong mắt lại càng thêm kiên kỵ giờ phút này kim quang trên người lý vân tiêu làm cho hắn cảm thấy dùng mình dường như là công pháp cực kỳ lợi hại. át chủ bài của tiểu tử này quá con mẹ nó nhiều. đàm địa quân thầm mắng không thôi, nhìn qua cảnh này, nhìn thấy hồ lô tiểu kim cương đang đánh vào bùn lầy, mí mắt nhảy lên kịch liệt. hồ lô tiểu kim cương này hắn đã gặp một lần trên hội đấu giá, một quyền đẩy lui tế lâm, làm cho người ta tưởng nó là khôi lỗi. cũng giống như huyền khí không sợ chết, cho nên mọi người cũng sẽ không nghĩ nhiều. nhưng giờ phút này, đây thật sự là khôi lỗi sao? thật không ngờ có linh tính, không người điều khiển cũng tự động công kích, hơn nữa đánh ra từng quyền, đây không phải là kim cang quyền là cái gì. Cho dù là khôi lỗi có thể điên cuồng áp chế yêu thú bát dai hay sao. Không chỉ có đàm địa quân, tất cả mọi người há hốc mồm, ngay cả Mai Đông Nhi đang khóc như bò giống cũng khiếp sợ quên lau nước mắt, ngây ngốc nhìn cảnh kỳ dị kia. Thân thể to lớn của hồ lô tiểu kim cương lăn không đứng trên vũng bùn, chỉ cần có bàn tay lớn ngưng tụ lao tới thì nó đánh ra một quyền chuyện làm phức tạp mọi người yêu thú lầy lội làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm vào lúc này giống như hài tử bị đánh không còn cách nào khác thời gian dần qua bàn tay ngưng tụ cũng càng ít đột nhiên một bàn tay lầy lội bắn lên trực tiếp chỉ hướng lý vân tiêu dường như yêu thú này có linh tính hiểu người này là chủ nhân lý vân tiêu nhíu mày bay lên trước ngăn cản hồ lô tiểu kim cương nói tự mình thử xem hắn nâng tay phải lên nắm tay kim quang lập lòe mang theo quyền kinh kỳ dị hoạt động đánh thẳng vào bùn lầy phanh không ngờ quyền kinh đánh xuống giống như thiết trùy nện vào đậu hủ bàn tay lầy lội nổ bung hóa thành vô số khối nhỏ hí cảnh này làm mọi người kinh hồn táng đảm công kích của bù lầy không nói tới khí tức ăn mòn kia cho dù chỉ là lực lượng cũng là thực lực yêu thú bát dai lại bị một quyền của hắn đánh nát lý vân tiêu cũng sững sờ vì một quyền của hắn kinh ngạc đứng trên trời cao hắn nhìn kim sắc quang mang đầy trời hồ nghi nói đây cũng là bất diệt kim thân sao vì sao ta cảm thấy có khiếm khuyết cái gì đó giọng của yêu long truyền đến nói đúng là khác xa ngạo trường không, có phải là do tu vị của ngươi không đủ hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, tu vị cảnh giới và lực lượng thân thể hoàn toàn khác nhau, lực lượng bất diệt kim thân nhiều nhất chỉ sánh bằng võ tôn mà thôi, so sánh với uy thế hủy thiên diệt địa của ngạo trường không thì không cách nào sánh bằng. Ta biết rõ phách thiên luyện thể quyết đã đạt tới tận cùng, chắc hẳn còn công pháp bộ hạ mới đúng. Công pháp bộ hạ, yêu long nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể đi tìm ngạo trường không nói muốn được, mười phần chín là bị trục chết. Lý Vân Tiêu nói tạm mặc kệ, không có công pháp bộ hạ cũng tốt. Thân thể của ta hiện giờ không biết cần có bao nhiêu nguyên thạch nhồi vào, nếu thật sự tu luyện bất diệt kim thân tới mức của ngạo trường không, sợ rằng cả đời này đừng mong khôi phục tới cửu thiên đỉnh phong. Cần Huyên cũng từ Zun run sinh ra một tia ấm áp, vội vàng kêu lên, Vân Thiếu, mau tới đây, nàng lại sợ xảy ra chuyện xấu. Lý Vân Tiêu cười nói, không vội, ta vừa vặn cầm yêu thú luyện tập. Tất cả mọi người toàn thân lạnh giá, kể cả đàm địa quân cùng Tế lâm cũng biến sắc những người khác tránh yêu thú này như tránh ma quỷ dùng toàn lực hy vọng có thể thoát được một mạng hắn lại nói cầm nó ra luyện tập nếu như người trước mắt là cửu thiên võ đế thì còn nói qua nhưng bày ở trước mắt lại là lục hợp cảnh võ tông thân thể lý vân tiêu vừa mới tiến vào cảnh giới bất diệt kim thân đang cần hợp nhất hắn lăng không quát yêu thú bên dưới lộ ra chân thân đánh với bổn thiếu ra một trận nếu để cho ta thỏa mãn thì ta bỏ qua cho ngươi bằng không chết tất cả mọi người nghe được lời này lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng Lý Vân Tiêu điểm tay một cái, đại địa tức nhưỡng hiển hiện ra trên đầu ngón tay, lăng không áp xuống, cả bùn lầy sôi trào lên, giống như dung nham núi lửa sắp phun trào. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, trong bùn lầy yêu lực bành trướng, ngay cả bọn họ đứng trên mặt đất cũng cảm nhận được, cảm thấy thập phần khủng bố. Giống, rốt cuộc một thân ảnh to lớn lao ra khỏi bùn lầy, chỉ lộ ra nửa người trên, tất cả đều là bùn lầy tạo thành, toàn bộ có 12 cánh tay, hai mắt trống rỗng nhìn qua đại địa tức nhưỡng, lóe ra thần quang quái dị đại địa tức những diễn sinh vạn vật chính là đại địa chi mẫu thổ chi bản nguyên đối với bất luận yêu thú thổ hệ gì cũng là vật báu vô giá sau khi yêu thú lầy lội hiện thân gầm thét lao về phía lý vân tiêu 12 cánh tay không ngừng chụp tới ta hôm nay phải thử một chút bất diệt kim thân của ngạo trường không rốt cuộc là thế nào lý vân tiêu ngạo nghễ cười một tiếng năm ngón tay mở ra thu lấy đại địa tức nhưỡng thân thể bay về phía yêu thú ngưng tụ một quyền trên không trung hóa thành hào quang chói mắt giống như mặt trời mặt trời luân chuyển hào quang chiếu rọi tứ phương bất diệt kim thân bất động vương quyền ầm ầm một quyền màu vàng như mặt trời luân chuyển đánh thẳng vào yêu thú lầy lội trực tiếp bắn thủng thân thể của nó kim quang xuyên thấu ra sau lý vân tiêu giống như chiến thần màu vàng trong mắt hào quang lóe lên thì thào lẩm bẩm không sai biệt lắm hắn tiện tay điểm một cái thu hồ lô tiểu kim cương vào mi tâm thân thể lóe lên từng bước đi về phía bờ bên kia yêu thú bùn lầy nửa người trên vỡ nát nó không ngừng giống to lên trong giọng của nó mang theo tức giận và không cam lòng tuy nó là yêu thú bát giai nhưng lúc trước bị đám người tuân chi minh liên thủ áp chế đã tiêu hao rất nhiều yêu lực sau đó lại bị hồ lô tiểu kim cương trấn áp sớm đã lực bất tòng tâm giờ phút này bị lý vân tiêu lấy ra làm bia ngắm luyện tập tức giận không nhẹ gào thét không ngừng cũng không thể làm gì lý vân tiêu đáp xuống bờ bên kia một đám võ giả gần bờ lui lại giống như nhìn thấy tồn tại còn đáng sợ hơn cả yêu thú bùn lầy thoáng cái tán ra không dám đứng gần hắn kiên kỵ tới cực điểm lý vân tiêu nhìn qua ánh mắt sợ hãi như sợ cọp của mọi người suy cười nhìn đám người tế lâm rồi nói khó được chư vị không bỏ ta mà đi, thịnh tình này bản thiếu nhớ kỹ, ta nên cảm kích chư vị thế nào đây? Tất cả mọi người nghe ra ý châm chọc trong lời của hắn, nhưng mà cả đám đều bất đắc dĩ. Đàm địa quân ngượng ngùng cười nói, tiểu tử ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu gặp chuyện không may, giao dịch của ta và ngươi sẽ không còn. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay lăng không một chảo, chui bắc thiên hàn tinh kiếm bay vào trong tay. Một đạo kiếm hoa băng hàn như nước bắn ra ngoài, kiếm quang trực chỉ chân đức hữu, lãnh đạm nói, còn nhớ ta vừa nói gì không, ngươi đáng chết chân đức hữu bị kiếm quang chỉ thẳng vào trong nội tâm kinh hãi liên tiếp lui về phía sau nhưng hắn đã trơ mắt người này một kiếm giết võ tôn thất tinh một quyền đánh nát yêu thú bát giai mà cả hai hắn không thể chống lại kỳ thật thực lực lý vân tiêu đã bị mọi người đánh giá quá cao giết phương thiên hạc là lôi kiếp cửu giai mà sụp đổ yêu thú bùn lầy tuy là lực lượng của bất diệt kim thân thập phần cường đại nhưng mấu chốt vẫn là do yêu thú lầy lội tiêu hao quá nhiều sớm đã nỏ mạnh hết đà nhưng hiệu quả hai lần ra tay quá khủng bố ngay cả đàm địa quân cùng tế lâm cũng không dám mạo muội chọc lý vân tiêu huống chi là chân đức hữu sắc mặt của hắn đại biến liên tục trốn ra sau lưng tư mã trưởng lão sắc mặt đàm địa quân đại biến tiến lên khuyên giải nói vừa rồi là chân trưởng lão không đúng ta thay hắn xin lỗi người xin lỗi lý vân tiêu cười lạnh nói hảo hữu của ta thiếu chút nữa bị đánh chết há vì một câu xin lỗi có thể bỏ qua đàm địa quân ta phát hiện ngươi càng ngày càng giả dối Đàm Địa Quân tức giận, cũng không dám cãi nhau trở mặt với Lý Vân Tiêu, tức giận nói: "Vậy ngươi muốn như nào? Tóm lại ngươi không có khả năng giết chân trưởng lão." Đột nhiên con người hắn đảo một vòng, "Nếu không bồi ngươi một ít nguyên thạch được chứ?" Hắn hiểu rõ tính tình của Lý Vân Tiêu, dường như rất có lực tương tác với nguyên thạch. "Ân, chuyện này có thể cân nhắc." Quả nhiên trong mắt Lý Vân Tiêu tỏa ánh sáng, lập tức thu Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lại, nói: "Cho bao nhiêu?" Tất cả mọi người choáng váng, thì ra thế cũng được. Lúc trước Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm có kè mặc cả làm cho mọi người không thích ứng, xem ra tiền thật sự là vạn năng, cho dù là cường giả võ tôn cũng có thể bỏ tiền ra mua mạng. Đàm Địa Quân cái cú vãi xoài, biết chắc sẽ bị xảo trá, nói: "Tạm thời đặt qua một bên, sau khi tìm ra bảo tàng, tính cả giao dịch giữa ta và ngươi lúc trước cùng kết toán, như thế nào?" Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đến lúc đó trực tiếp báo cho sư huynh Trương Lăng Hoa đi thương lượng với tiểu tử này, có cường giả võ đế tọa chấn, có thể ngăn chặn hắn, không bị giao giá trên trời. Lý Vân Tiêu cũng sảng khoái, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chân Đức Hữu, nói: "Đầu của ngươi tạm thời đặt trên cổ, ta có lấy đi hay không là phải xem tông môn của ngươi chịu bỏ ra bao nhiêu nguyên thạch. Nếu như ngươi trong lòng bọn họ không có giá trị mấy chục tỷ, ta sẽ trực tiếp lấy đi." Sắc mặt chân Đức Hữu trắng bệch, tuy tức giận, xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì, Tông Nghiêm tuy trọng yếu, nhưng mà cái mạng còn trọng yếu hơn. Đàm Địa Quân choáng váng, Lý Vân Tiêu nói lời này tuy nói với chân Đức Hữu, nhưng không thể nghi ngờ là nói cho hắn biết, không có mấy chục tỷ nguyên thạch là không thể giải quyết vấn đề. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể chịu được người này, lắc đầu liên tục nói, "Đi nhanh lên, nếu có thể tìm được Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, cũng không thiếu chút nguyên thạch này." Hắn nói ra lời này làm cho đám võ giả còn sống sót tới đây tìm được chút hy vọng và tin tưởng, trải qua sống chết gian nan như thế, đoán chừng cũng sắp nhìn thấy quang minh. Đám người Tế Lâm nhìn nhau, không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục tiến lên phía trước. Cả đội ngũ thoáng cái phân thành bốn phần, thế lực bản địa, thế lực thương hội, võ giả tán tu, thế lực cuối cùng là lý vân tiêu cùng cần huyên hai người cười khổ một tiếng cần huyên cảm kích nói cảm ơn người lý vân tiêu khẽ cười nói không sao chỉ hai chữ đơn giản nhưng bao hàm quá nhiều có một số việc cũng không cần nói quá nhiều trải qua lần đánh với yêu thú bùn lầy tất cả mọi người đã vô tình cần huyên nói trách nhiệm trên người vân thiếu quá lớn hy vọng lần sau không nên xả thân cứu cần huyên như vậy nếu không nội tâm cần huyên không thể bình an lý vân tiêu cười nói yên tâm đi phía trước sẽ không có nguy hiểm nữa ân vân thiếu sao biết được Cần Huyên cảm thấy kỳ quái. Hai người nói chuyện với nhau dùng ngữ khí bình thường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, cũng cảm thấy ngạc nhiên, muốn nghe Lý Vân Tiêu giải thích. Lý Vân Tiêu cười nói, không thấy đám thương hội đi tốt ở đằng trước sao? Lúc trước gặp nguy hiểm thì có khi nào bọn chúng đi lên đầu không? Chuyện này, Cần Huyên sững sờ, sau đó chợt nói, thì ra là thế. Mọi người cũng hiểu ý, đúng là có đạo lý như vậy. Tế Lâm tức giận không nhẹ, trùng trùng điệp điệp tức giận hừ một tiếng, phất tay tiếp tục đi nhanh lên, không muốn lại nghe Lý Vân Tiêu nói chuyện lý vân tiêu mỉm cười cùng cần huyên tạo thành tổ hai người mọi người lướt qua vài ngọn núi rốt cục đi vào một nơi to lớn nơi này xuất hiện cỏ cây tàn lụi cây cối rất thưa thớt nơi có mạch khoáng tất nhiên là cỏ cây vô sinh nơi này có vài phần bộ dáng tiêu minh huy ngưng mắt nhìn xa xa nhìn thẳng mục tiêu nói phía trước cảng đoạn tuyệt sinh cơ ẩn ẩn có hỏa nguyên tố thật sự là mạch khoáng trong ta ở thành nam hỏa lâu như thế vậy mà không biết trong tử địa còn ẩn chứa tài nguyên bực này mọi người nhanh chóng đi lên đỉnh núi nhìn qua phía dưới dưới sơn thể là một màu sắc đỏ hồng vẫn kéo dài tới nơi cực xa không thấy điểm cuối không ngờ là mạch khoáng lớn như thế mọi người đều khiếp sợ không thôi hoảng sợ nhìn lại mạch khoáng trực tiếp xuất hiện trên sơn thể không che giấu chút nào nhìn ra được nó chẳng kém gì các mạch khoáng hiện có của thành nam hỏa bao nhiêu tất cả thế lực lớn khiếp sợ trong nội tâm ngờ vực vô cớ mạch khoáng lớn như thế vì sao lôi phong thương hội cung cấp tin tức ra đây không phải phong cách làm việc của bọn họ tệ lâm có phần có thâm ý nói mạch khoáng này chúng ta đã thăm dò qua ít nhất có thể xâm nhập vào tốt 5 các mạch khoáng phát hiện mà nam hỏa kim tinh nguyên nằm ở mấy ngọn núi trước mắt đã được chứng minh là đúng tuân chi minh nói tế hội trưởng nên nói trực tiếp đi tại sao lại mang lợi ích lớn như thế đưa ra ngoài đừng nói với chúng ta là học lôi phong tất cả mọi người là người trưởng thành tế lâm ung dung nói hào ý phục vụ cho mọi người vậy mà không lĩnh tình vậy cũng bỏ đi tự mình lên đỉnh núi xem là biết đàm địa quân nhìn qua đỉnh núi mọi người đợi đám người tế lâm cũng đi qua thì theo sát phía sau bọn hắn đều nhớ rõ lý vân tiêu đã nói chuyện chỉ có đám người thương hội đi phía trước mới chứng minh phía trước không có nguy hiểm mọi người đi lên đỉnh núi xuống nhìn lại dĩ nhiên là lỗ đen sâu không đáy phía trên là mạch khoáng tươi đẹp trong động không ngừng có gió mạnh gào thét mang theo hỏa nguyên tố nồng đậm một ít võ tông cảm thấy đau khổ trèo trống lý vân tiêu nhìn qua cái động kia nói thậm chí có cương phong ngưng tụ tuy không phải quá mạnh mẽ nhưng mà đủ để chứng minh nơi đây không đơn giản từ nơi hỏa hệ nguyên tố sinh động mà nhìn cái động này thật sự có nam hỏa kim tinh nguyên nhưng mà hắn cười lạnh vài tiếng nói trong lúc này sợ không phải có yêu thú cửu dai tất cả mọi người cả kinh cũng thầm suy nghĩ đến loại khả năng này nếu không lôi phong thương hội quả quyết sẽ không mang bảo địa nói cho mọi người biết bắt đầu kinh nghi bất định yêu thú cửu dai sánh ngang cường giả cửu thiên cảnh của nhân loại giết bọn họ như giết chó sắc mặt đàm địa quân cũng ngương trọng nếu quả thật có yêu thú cửu dai chiếm giữ cho dù là trương lăng hoa tới cũng đuổi không đi một đám người đồng loạt nhìn qua phía tế lâm hiện tại chỉ có hắn hiểu tình huống nơi đây nhất tế lâm cười cười nói chư vị cứ yên tâm đi, trong này tuyệt đối không có yêu thú cửu dai, về phần mặt khác ta liền không nói nhiều. Tin tức này rất đáng tiền, nếu chư vị chịu ra mấy chục tỷ nguyên thạch mua sắm thì ta sẽ nhắc nhở. Hừ, nếu như không có yêu thú cửu dai, vậy cũng là hiểm địa tuyệt đối. Đàm địa quân nói, ai muốn theo ta xuống dưới tìm tòi. Nếu lôi phong thương hội có thể thò ra tin tức thì hắn tự nhiên cũng có thể. Thế lực bản thổ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất tiêu minh huy cùng tuân chi minh hai người ra khỏi hàng, nguyện cùng đi xuống dưới, các võ giả khác chưa rõ thái độ về phần đám võ giả tán tu càng không đi chịu chết ánh mắt đàm địa quân nhìn qua lý vân tiêu nói vân thiếu có hứng thú không lý vân tiêu cười nói không có hứng thú khắp nơi đều là nam hỏa kim tinh quáng thì ta thỏa mãn rồi nam hỏa kim tinh nguyên để đám cao thủ các ngươi tìm đi ta cũng không dám nghĩ tới hắn nói một đằng nghĩ một nẻo làm người ta khinh bỉ đàm địa quân cũng không miễn cưỡng hắn nói chúng ta đi xuống tìm tòi phía trên này vân thiếu nên hao tâm tổn trí nhiều hơn hắn nói tự nhiên là người thương hội có lý vân tiêu ở đây chấn nhiếp tế lâm cũng không dám động tay chân nói xong ba người cùng bay vào trong hang động đám võ giả còn lại nhìn thấy nam hỏa kim tinh quáng nằm ở các nơi trong mắt sáng lên nam hỏa kim tinh nguyên có thì tốt nhất không có cũng không sao trước mắt đã đủ nguyên thạch cho bọn họ xài cả đời rồi hưng phấn chạy khắp núi nhao nhau trực tiếp khai mở đào lên võ giả đào quáng khác với người thường đào quáng bọn họ đều thi triển các loại kỹ năng nện thiên bằng địa liệt mang từng khối nam hỏa kim tinh quáng lớn thu vào trong nhẫn Lý Vân Tiêu ngược lại vô cùng bình tĩnh, vẫn đứng trên đỉnh núi nhìn qua mọi người hành động, dường như thờ ơ, Cần Huyên chẳng khác gì thiên lôi của hắn, tự nhiên cũng không nhúc nhích. Tế Lâm kinh ngạc nói, "Tiểu tử, ngươi rất chấn định nha, hẳn là cũng muốn đánh chú ý lên Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên." Lý Vân Tiêu cười nói, "Hội trưởng đại nhân cũng không có nhúc nhích, ta động làm cái gì? Tóm lại ta tin tưởng trí tuệ của hội trưởng đại nhân, chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt, đi theo hội trưởng đại nhân, tự nhiên cũng không ăn thiệt thòi." mí mắt tễ lâm nhảy lên vài cái trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng không để ý tới hắn hắn phát hiện lý vân tiêu trầm ổn đáng sợ sức quan sát cực kỳ mạnh mẽ nhìn cái là nhìn ra điểm mấu chốt trong mơ hồ cảm thấy là họa lớn không trừ đi là không được đột nhiên trong động có ba người bay lên đúng là đàm địa quân ba người tất cả sắc mặt trầm trọng lý vân tiêu ngạc nhiên nói như thế nào xác minh nhanh như thế sao đàm địa quân nói phía dưới là mê cung nói xong ánh mắt của hắn nhìn lên người lý vân tiêu ánh mắt đầy thầm ý ha ha đúng là mê cung tế lâm cười to sau đó dần dần thần thái trang nhã lại nói vì do xét mê cung này nhân viên của ta chết tổn thương không ít nhưng mà hiện tại bên trong không có người nào đi ra ngoài lý vân tiêu nhìn qua ánh mắt đàm địa quân đột nhiên trong nội tâm khẽ động lập tức hiểu được địa đồ trên thái bạc kim chỉ của bắc hà tông có lẽ chính là bản đồ mê cung này nói như thế chắc chắn là bắc hà tông vài ngàn năm trước lưu lại lý vân tiêu nói đã như vậy đủ để chứng minh mê cung này đáng sợ lân tâm bảo này chấm dứt ta không muốn chơi với các vị hắn quay người muốn rời khỏi sắc mặt đàm địa quân âm trầm xuống thân hình khẽ động ngăn trước mặt lý vân tiêu trừng mắt nhìn hắn khẽ nói đã đến thì cùng nhau chơi đùa đi ta đề nghị tất cả cùng chơi vân thiếu cùng cần huyên hội trưởng cũng gia nhập vào bắc đấu tông hắn dùng tay ra hiệu đệ tử bắc đấu tông hiểu được bình anh dịch cùng thượng quan ngọc âm một chiếc một sau vây quanh cần huyên chân đức hữu cũng mở lĩnh vực khống chế cần huyên đàm địa quân hiểu rõ lý vân tiêu lưu không được cho nên lười tốn sức trên người của hắn ung dung cười nói vân thiếu chúng ta nên hảo hảo hợp tác đi ánh mắt lý vân tiêu trầm xuống bảo đồ trên người hắn đàm địa quân chắc chắn sẽ không buông tha hắn hơn nữa nghe giọng nói kia là muốn bỏ qua những tông phái khác một mình hành động tuân chi minh nói đàm tông chủ tuân mỗ rất ngạc nhiên như thế nào ngươi sau khi đi tới mê cung vân thiếu đã trở nên nổi tiếng hẳn là trong đó có che giấu cái gì sao người của các phái khác còn có tễ lâm đều nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đàm địa quân nội tâm đàm địa quân thầm mắng một câu lão hồ ly thiên hạt tông trước kia cũng là từ bắc hạt tông tách ra chỉ sợ cũng đoán được mánh khóe hắn pha trò cười nói sao có thể có cái gì che giấu không tin chính các ngươi hỏi vân thiếu với trí thông minh của vân thiếu đối với phá giải mê cung có lẽ rất có trợ lực tiêu minh huy nói thì ra là thế vậy có thể hợp lực mọi người trợ lực càng lớn người tân nguyệt tông cũng theo đàm tông chủ mọi người đồng tâm hiệp lực mong rằng đàm tông chủ không nên ghét bỏ mới được ha ha ta lôi phong thương hội phát hiện nơi này không có công lao cũng cũng có khổ lao mong rằng đàm tông chủ cùng mang đi tế lâm cũng cười ha hả đi tới nói cho dù không mang theo chúng ta cũng theo đàm tông chủ chắc rồi động tác dị thường của đàm địa quân khiến cho tất cả mọi người chú ý tất cả đều chú ý vào hắn và lý vân tiêu đàm địa quân hiện tại vạn phần hối hận lúc trước giao bảo đồ cho lý vân tiêu vốn cho rằng hắn chỉ là võ tông mà thôi tùy thời có thể khống chế hiện tại phát hiện hoàn toàn đã vượt qua dự tính của hắn mà bảo tàng mê cung lại tồn tại thật sự hắn hiện tại đâm lao phải theo lao chỉ có thể ngượng ngùng nói đã như vậy mọi người có thể cùng đi vào nhưng mà vân thiếu nguyện đi hay không phải xem hắn ý định ra sao Tế Lâm nói, tuy thực lực Lý Vân Tiêu không tầm thường, nhưng mà tu vị Hồng Nhan chi kỷ có hạn. Nếu như không phối hợp mọi người, Bắc Đấu Tông còn không biết bắt Hồng Nhan chi kỷ của ngươi khai đao. Đàm Địa Quân khẽ nói, làm sao có thể, Vân Thiếu là bằng hữu của Bắc Đấu Tông, ta chỉ cho thủ hạ bảo hộ Cần Huyên hội trưởng mà thôi. Ha ha, không tệ, là bảo vệ thì Lôi Phong thương hội cũng sẽ bảo vệ. Tế Lâm khinh miệt mỉa mai nói. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Cần Huyên, tuy không biết Đàm Địa Quân vì sao lấy nàng ép Lý Vân Tiêu, nhưng nhất định là có chuyện bên trong nếu không dùng thực lực lý vân tiêu biểu hiện ra ngoài đàm địa quân tuyệt đối không vô cớ đắc tội hắn cần huyên vừa tức vừa giận thầm nghĩ chính mình thành vướng víu của vân thiếu càng nghĩ trong lòng càng khó qua nói vân thiếu ngươi nên làm theo ý mình là được ngàn vạn không nên băn khoăn ta đừng quên ngươi còn có trọng trách trên người đừng vội bị bọn này tiểu nhân ép buộc như lời này rất vô lực lý vân tiêu nhẹ nhàng cười cười nhìn mọi người nói nếu đàm tông chủ và mọi người tốt với ta như vậy ta đây cũng không thể cô phụ mọi người bảo đồ mê cung trong huyệt động đúng là trên người của ta Ồ, mọi người đều kinh hãi, sắc mặt Đàm Địa Quân đột biến, không thể ngờ Lý Vân Tiêu vậy mà nói ra công khai như thế, nhưng hiện tại thì đã trễ, từ thân sắc đám người Tế Lâm thì hắn biết có phiền toái lớn. Không chỉ có thế lực tông môn ở xa, không ít tán tu ở xa nhìn theo, từ bốn phương tám hướng chạy tới, sắc mặt lạnh lùng. Phát tài ngoài ý muốn mọi người đều có phần. Tuy bọn họ người đơn thế mỏng, nhưng ai cũng không muốn buông tha cơ hội cắn một ngụm. Dù sao có thể một đường kiên trì đi tới đây, trừ lòng tham và dã tâm cực lớn ra, cũng là kẻ có thực lực và tâm cơ. Tuân Chi Minh giật mình nói: Ngươi nói bảo đồ trên người của ngươi là bảo tàng Bắc Hà Tông năm đó chôn giấu sao? Dĩ nhiên là nằm bên trong huyệt động. sắc mặt Tế Lâm đại biến, trừ khiếp sợ ra thêm nữa, chính là hối hận và ảo não, vốn cho rằng chỉ là mỏ khoáng mà thôi, không nghĩ tới vậy mà liên lụy tới bảo tàng Bắc Hà Tông. đám người sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, chuyện này rất lớn, nếu bảo tàng kinh người cũng bị cướp đoạt, bị tổng bộ biết được thì phiền toái to lắm. Dù có lấy được tài phú kinh thiên cũng khó triệt tiêu thoát tội ngu xuẩn tiết lộ tin tức. Tiêu Minh Huy ngưng trọng nói như thế nói đến huyệt động này tồn tại mấy ngàn năm tới hơn vạn năm năm đó nghe đồn bảo tàng bắc hà tông đã bị lấy không còn một móng hẳn là có sai ít nhất trong đó có nam hỏa kim tinh nguyên nếu như lúc trước là lời nói suông là tuyệt không khả năng lưu lại những thứ này cần huyên nhịn không được nói có lẽ những nam hỏa kim tinh nguyên này là gần mấy ngàn năm gần đây hình thành cũng không chừng mai đông nhi cười nói cần huyên hội trưởng có điểm không biết nam hỏa kim tinh nguyên không phải vài vạn năm tuyệt đối không thể ngưng tụ ra Nghe Tiêu Minh Huy nói như vậy, nội tâm tất cả mọi người cuồng nhiệt. Nếu như bảo tàng Bắc Hà Tông vẫn còn, vậy đó là bảo tàng kinh người cỡ nào? Chỉ có sắc mặt Tế Lâm cùng Đàm Địa Quân là âm trầm. Tế Lâm bởi vì công khai tin tức, không thể ngờ phát hiện tin tức kinh người như thế, nếu báo về cho tổng bộ chắc chắn được coi trọng, sẽ phái cường giả xuống. Nhưng giờ phút này Thương Minh đang thời buổi rối loạn, cao thủ đều phái từ các nơi tới trấn áp tràng diện, hơn nữa đã tới không kịp. Đàm Địa Quân thì không nghĩ tới Lý Vân Tiêu rõ ràng hào phóng như vậy, trực tiếp nói chuyện tàng bảo đồ ra, Bắc Đấu Tông muốn độc chiếm là không có khả năng. Tiêu Minh Huy sau khi khiếp sợ nhìn qua bộ dáng Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm, trong nội tâm thập phần thư sướng, nói: "Nếu là bảo tàng ở đây, tự nhiên là mỗi người gặp đều có phần." Nói vậy, Đàm Địa Quân lạnh hừ lạnh nói: "Đây là bảo tàng tiền bối Bắc Đấu Tông lưu lại, các ngươi cũng muốn phân một chén canh. Nếu nói tuần tông chủ lấy một hai thành, ta vẫn có thể tiếp thụ." "Tiêu tông chủ, vật đời trước của bổn tông không có liên quan tới ngươi." về phần tế lâm thất phu các ngươi nên đứng bên cạnh đi chuyện bảo tàng quá lớn cho dù là thế lực bản địa cũng bị hắn bài xích ra ngoài sắc mặt tiêu minh huy trầm xuống khó coi nói đàm tông chủ nói lời này tổn thương nhân tâm quá thế nào là vật đời trước bắc hà tông có liên quan với các ngươi sao nếu là có đó cũng là bắc đấu tông các ngươi đoạt tài nguyên của bắc hà tông đã lấy được quá nhiều chẳng lẽ ngay cả chút bảo tàng bọn họ chôn cuối cùng cũng bị các ngươi chiếm đúng là thế tế lâm quát hai người các ngươi cưỡng đoạt tài sản của Bắc Hà Tông, vì sao chúng ta không đoạt được? Đàm Địa Quân ngạc nhiên, không thể ngờ Tiêu Minh Huy cơ trí như thế, rõ ràng lại giải thích như vậy, thoáng cái không biết phản bác thế nào. Lý Vân Tiêu trong lúc này cười ha hả, khiến cho tất cả mọi người sờ không được ý nghĩ, nhìn qua hắn. Tiêu Minh Huy nói, như thế nào, dường như Vân Thiếu cho rằng tại hạ nói không đúng. Không biết có cái gì khôi hài, kính xin chỉ rõ. Chỉ rõ ngươi cái rắm, Lý Vân Tiêu trực tiếp mở miệng mắng, đều là một đám tham lam cả thôi, ở chỗ này giả bộ đạo lý cái gì chứ? Cho dù trên bảo tàng có ghi tên Lý Vân Tiêu ta, các ngươi sẽ buông tay không muốn sao? Quyết định phân phối và sở hữu cuối cùng còn không phải xem nắm đấm của ai lớn hơn sao? Nói nhảm làm cái gì? Các ngươi có nhiều thời gian như vậy sao?